Sách Công vụ các sứ đồ, đoạn 1 Thưa Ngài Theophilus Trong sách thứ nhất, tôi đã viết về mọi điều Đức Chúa Giêsu đã làm và dạy từ ban đầu cho đến ngày Ngài được cất lên trời. Sau khi Ngài cậy Đức Thánh Linh mà răng dạy các sứ đồ Ngài đã chọn, Ngài cũng dùng nhiều cách chứng tỏ cho các sứ đồ rằng Ngài đang sống sau khi đã chịu chết và hiện đến với họ trong 40 ngày, phán dạy về vương quốc Đức Chúa Trời. Trong khi họp mặt với các sứ đồ, Ngài dặn họ, đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải ở đó chờ điều cha đã hứa là điều các con đã nghe ta nói. Vì giang đã làm báp tem bằng nước, nhưng trong ít ngày nữa, các con sẽ được báp tem bằng Đức Thánh Linh. Vậy những người đang tụ họp tại đó thưa với Ngài rằng, Lạy Chúa, có phải trong lúc này Chúa sẽ tái lập vương quốc Israel chăng? Ngài đáp, kỳ hạn và thì giờ mà cha đã tự quyền định lấy, đó là việc các con không cần biết. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con, thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho ta tại thành Jerusalem, cả xứ Jude xứ Samari cho đến cùng trái đất. Sau khi phán những điều ấy xong, Ngài được cất lên trong lúc các môn đồ đang nhìn xem Ngài. Có một đám mây tiếp Ngài khuất đi khỏi mắt họ. Đang khi họ chăm chú nhìn lên trời lúc Ngài ngự lên, kìa, có hai người nam mặc áo trắng đứng gần họ và nói, Hỡi người Galile, sao các ông cứ đứng nhìn lên trời như thế? đức chúa giêsu này đã được cất lên trời khỏi các ông cũng sẽ trở lại như cách các ông đã thấy ngài lên trời vậy. Sau đó các môn đồ từ núi gọi là ô liu trở về thành jerusalem. núi ấy gần jerusalem cách một quãng đường đi một ngày sa bát. khi đã vào trong thành họ lên một phòng cao nơi họ đang trú ngủ những người đó là phi rơ giang gia cơ Andre Philip Thomas Barthélemy, Matthieu, gia cơ con của a phê Simon selos và juda con của gia cơ tất cả những người ấy đều đồng tâm hiệp ý với các phụ nữ và Marie là mẹ Đức Chúa Giêsu cùng các em trai ngài mà cầu nguyện trong những ngày ấy Führer đứng dậy giữa các anh em số người nhóm lại nơi đó khoảng 120 người mà nói rằng Thưa anh em, lời kinh thánh mà Đức Thánh Linh đã nhờ miệng vua David nói tiên tri về Juda kẻ đã dẫn đường cho những kẻ bắt Đức Chúa Giêsu phải được ứng nghiệm vì nó vốn ở trong số chúng ta và đã dự phần trong chức vụ này. Nó lấy tiền thưởng của tội ác mình mà mua một đám ruộng rồi ngã nhào xuống đó nứt bụng và đổ ruột ra chuyện đó cả dân thành jerusalem đều biết rõ đến nỗi họ gọi ruộng ấy theo thổ âm mình là Hát-en-đa-ma nghĩa là ruộng máu trong sách thi thiên cũng có chép rằng nguyền cho chỗ ở nó trở nên hoang vu đừng có ai cư trú ở đó và nguyền cho có một người khác nhận lấy chức vụ nó vậy trong những người từng ở với chúng ta trong suốt thời gian Chúa là Đức Chúa Giêsu đi lại giữa chúng ta. Từ khi Ngài được gian làm Baptem tem cho đến ngày Ngài được cất lên khỏi giữa chúng ta. Phải có một người cùng với chúng ta làm chứng về sự sống lại của Ngài. Các môn đồ cử ra hai người, Joseph, tức là Basaba, -ba, cũng gọi là Giúp Tu và Mathia, rồi họ cầu nguyện rằng, Lạy Chúa, Ngài là đấng biết rõ lòng mọi người. Xin tỏ ra cho chúng con biết trong hai người này ai là người Chúa đã chọn để thay thế nhiệm vụ và chức sứ đồ của Judah, kẻ đã phản bội để đi đến nơi dành riêng cho nó. Họ bắt thăm trúng nhầm Matthias và ông được bổ sung vào 11 sứ đồ. sách Job chương 34 Elihu khẳng định sự công chính của Đức Chúa Trời Elihu tiếp tục nói Hỡi những người khôn ngoan xin nghe tôi nói Hỡi các bậc thông thái xin lắng tai nghe tôi Vì tai phân định lời nói như miệng nếm thức ăn Chúng ta hãy chọn điều gì phải Cùng nhận thức việc gì tốt lành Vì Job đã khẳng định Tôi là người công chính, nhưng đức Chúa Trời đã tước mất công lý của tôi. Tôi bị xem là kẻ nói dối dù tôi sống ngay thẳng. Thương tích tôi không thể lành dù tôi không phạm tội. Có ai giống như Job không? Uống lời nhạo báng như nước lã, nhập bọn với kẻ mất lương, đồng hành với phường gian ác. Vì Job từng nói, loài người chẳng được ích lợi gì, khi vui thỏa trong đức Chúa Trời vì vậy hỡi những người hiểu biết hãy nghe tôi đức chúa trời không bao giờ làm điều ác đứng toàn năng chẳng khi nào làm chuyện bất lương ngài báo trả cho con người tùy công việc họ làm đối xử với mỗi người tùy theo cách họ sống thật đức chúa trời không cư xử gian ác đứng toàn năng chẳng bẻ cong công lý ai giao trái đất cho ngài coi sóc ai lập ngài cai quản toàn thế gian nếu ngài chỉ lo nghĩ đến chính mình thu lại thần linh và hơi thở của Ngài thì mọi loài xác thịt sẽ cùng chết với nhau và loài người trở về cát bụi. Nếu anh hiểu biết xin nghe điều này, hãy lắng nghe điều tôi nói. Người ghét bỏ công lý làm sao cai trị được? Anh dám lên án đứng công chính và quyền năng sao? Có ai dám gọi vua là đồ vô dụng hay gọi bậc vương hầu là phường gia nát không? huống chi đứng chẳng thiên vị bậc quan quyền không coi trọng người giàu hơn kẻ nghèo vì tất cả đều do tay ngài tạo dựng trong phút chốc giữa đêm khuya chúng đều chết dân chúng rúng động và chết mất bọn cường hào cũng bị tiêu vong mà không bởi tay loài người vì mắt ngài xem xét đường lối loài người ngài nhìn thấy từng bước đi của họ chẳng có chỗ tối tăm hay bóng đêm mù mịt nào mà kẻ bất lương có thể ẩn núp được. Đức Chúa Trời không cần tra xét loài người thêm nữa, họ phải đến trước mặt Ngài để chịu phán xét. Không cần tra xét, Ngài đập tan bọn cường hào rồi lập người khác lên thay. Vì Chúa biết công việc họ làm, ban đêm Ngài đánh đổ chúng và chúng bị tiêu diệt. Chúa trừng trị chúng như bọn gian ác, công khai trước mặt mọi người, chỉ vì chúng từ chối theo Chúa không quan tâm đến các đường lối ngài chúng làm cho tiếng than của người nghèo thấu đến chúa và ngài phải nghe tiếng khóc của kẻ khốn cùng khi ngài yên lặng ai dám lên án ngài khi ngài ẩn mặt ai có thể thấy ngài dù ngài vẫn quan phòng từng dân tộc cũng như mỗi cuộc đời không để cho kẻ vô đạo cầm quyền hoặc những kẻ muốn gài bẫy dân chúng vì có ai từng thưa với Đức Chúa Trời rằng: "Con đã chịu sửa phạt, con sẽ không làm điều gian ác nữa, xin Chúa chỉ dạy con những gì con không thấy, nếu con đã phạm tội, con sẽ không tái phạm." Được vậy thì theo anh, Đức Chúa Trời có báo trả không? Nhưng anh đã không chịu ăn năn, nên chính anh phải chọn, chứ không phải tôi. Vậy anh hãy nói ra điều mình biết, những người hiểu biết sẽ nói với tôi Người khôn ngoan đang nghe tôi sẽ nói rằng: Job nói cách thiếu hiểu biết, lời lẽ của anh ta thiếu sáng suốt. Cầu cho Job bị thử thách đến cùng, vì anh ta đối đáp như phường gian nát. Anh ta đã thêm tội phản loạn vào tội lỗi mình, vỗ tay ngạo đời giữa chúng ta và gia tăng lời phạm thượng với Đức Chúa Trời. Thi thiên 94 Cầu xin Đức Giê-hô-va báo thù cho con dân Ngài. Lạy Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, sự báo thù thuộc về Ngài. Đức Chúa Trời ôi, sự báo thù thuộc về Ngài, xin chiếu dạng vinh quang Ngài. Lạy Chúa là thẩm phán của thế gian, xin trỗi dậy báo trả xứng đáng cho kẻ kiêu ngạo. Lạy Đức Giê-hô-va, kẻ ác cứ được vui sướng, hả hê cho đến bao giờ chúng buông những lời sắc sược, tất cả kẻ làm ác đều khoe khoang. Lời Đức Giê-hô-va chúng trà nát con dân Ngài, gây khốn khổ cho cơ nghiệp Ngài. Chúng giết kẻ quá bụa và khách lạ, sát hại trẻ mồ côi. Chúng nói, Đức Giê-hô-va sẽ không thấy đâu, Đức Chúa Trời của gia cốt chẳng để ý đến. Này, người u mê trong dân chúng hãy suy xét, hỡi kẻ ngu dại bao giờ các ngươi mới khôn ra? Đấng đã dựng nên lỗ tai lại không nghe sao? Đấng đã nắn nên con mắt sẽ chẳng thấy sao? Đấng khiển trách các nước sẽ chẳng trừng phạt sao? Ngài là đấng dạy tri thức cho loài người. Đức Giê-hô-va biết tư tưởng loài người. Chúng chỉ là hư ảo. Lệ Đức Giê-hô-va phước cho người nào được Ngài sửa phạt và dạy luật pháp Ngài cho để ban cho người ấy được an nghỉ trong ngày hoạn nạn cho đến khi hầm đã đào xong cho kẻ ác. Vì Đức Giê-hô-va không lìa con dân chúa, cũng chẳng bỏ cơ nghiệp ngài. Công lý sẽ trở về với người công chính, và tất cả người nào có lòng ngay thẳng sẽ đi theo điều ấy. Ai sẽ vì con đứng lên chống lại kẻ dữ? Ai sẽ đứng dậy bênh vực con chống lại kẻ bạo tàn? Nếu Đức Giê-hô-va không giúp đỡ con, thì linh hồn con đã sớm về miền đất im lặng rồi lời Đức Giê-hô-va khi con nói chân con vấp ngã thì lòng nhân từ ngài nâng đỡ con khi lòng con đầy ưu tư lo lắng thì sự an ủi của ngài làm cho linh hồn con vui vẻ bọn thống trị độc ác dùng sắc luật làm cho dân tình khốn khổ lẽ nào ngài liên minh với chúng chúng hiệp lại để hại mạng sống người công chính và kết án tử hình kẻ vô tội nhưng đức jehovah là đồn lũy của con Đức Chúa Trời là vầng đá bảo vệ con. Ngài sẽ báo trả chúng vì bạo lực của chúng và hủy diệt chúng vì tính độc ác của chúng. Jehovah Đức Chúa Trời chúng con sẽ hủy diệt chúng. Châm ngôn chương 22 Danh tiếng tốt quý hơn tiền của nhiều, còn ân huệ quý hơn bạc vàng kẻ giàu và người nghèo đều gặp nhau. Đức Giê-hô-va đã dựng nên cả hai. Người khôn khéo thấy trước tai họa và ẩn mình, nhưng kẻ khờ dại cứ lao tới và mang họa. Phần thường cho sự khiêm nhường và kính sợ Đức Giê-hô-va là sự giàu có, tôn trọng và sự sống. Trên đường kẻ gian tà có gai trông và cạm bẫy, ai gìn giữ linh hồn mình phải tránh xa nó hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo để khi trở về già nó cũng không lìa khỏi đó người giàu cai trị kẻ nghèo ai vay mượn là đầy tớ của kẻ cho vay mượn kẻ gieo bất công chắc chắn sẽ gặt tai họa và cây roi thịnh nộ của hắn sẽ bị gãy người có mắt nhân lành sẽ được phước vì người lấy bánh của mình cho người nghèo khó hãy đuổi kẻ nhạo báng thì sự cãi lẫy cũng sẽ ra đi. Sự tranh cãi và lăng nhục sẽ chấm dứt. Ai yêu tấm lòng trong sạch và môi miệng nhân hậu sẽ được làm bạn của vua. Mắt của Đức Giê-hô-va trông nom người có tri thức, nhưng Ngài đánh đổ lời của kẻ gian tà. Kẻ lười biếng nói, có con sư tử ở ngoài đó, tôi sẽ bị giết giữa đường. Miệng của dâm phụ làm một cái hố sâu ai bị Đức Giê-hô-va nổi giận sẽ rơi vào đó. Sự ngu dại buộc vào lòng con trẻ nhưng roi răn dậy sẽ làm cho điều ấy lìa xa nó. Kẻ áp bức người nghèo để làm giàu cho mình cũng như kẻ tặng cho người giàu đều dẫn đến sự nghèo thiếu. Lời của người khôn ngoan Hãy lắng tai nghe lời người khôn ngoan, hãy chú tâm vào sự tri thức của ta, vì con sẽ vui thích khi giữ nó trong lòng và tập trung nó trên đôi môi con. Ngày nay, ta đã dạy cho con hiểu biết các điều đó để con có lòng tin cậy Đức Jehovah. Chẳng phải ta đã chép cho con 30 lời khuyên dân và tri thức đó sao? Nhằm dạy con những lời đúng đắn và chân thật, để con lấy lời chân thật mà đáp lại người sai con. Đừng bóc lột người nghèo vì họ nghèo khó. Cũng đừng hà hiếp người khốn khổ nơi cổng thành. Vì Đức Dô Va sẽ bênh vực lý lẽ của họ và đoạt lấy sự sống của kẻ cướp bóc họ. Đừng làm bạn với người hay nổi giận, cũng đừng giao du với kẻ hung bạo. Kẻo con tập theo đường lối nó và linh hồn con bị mắc bẫy chăng. Đừng đồng bọn với những kẻ bắt tay giao kèo hoặc kẻ bảo lãnh nợ. Nếu con không có gì để trả chúng sẽ lấy giường con đang nằm đừng rời các cột mốc danh giới xưa mà tổ phụ con đã dựng con có thấy người nào siêng năng trong công việc mình chăng người ấy hẳn sẽ phục vụ các vua chứ chẳng phải phục vụ người tầm thường đâu